Thưa quý vị, xét về giao diện và tính năng của Theta Swap, chúng ta có thể thấy đây là một giao thức tạo thị trường tự động AMM, lấy cảm hứng từ Uniswap. Khác nhau ở đây là nó được tối ưu hóa các giao dịch trao đổi tài sản liên quan đến hệ sinh thái Theta. Cũng như các sàn DEX khác, người dùng đến với Theta Swap hoặc là họ sẽ có thể trở thành nhà giao dịch hoặc là nhà cung cấp thanh khoản liquidity provider. Đối với nhà cung cấp thanh khoản, họ sẽ có thể nhận được phần thưởng bằng các token LP khi cung cấp thanh khoản cho các nhóm thanh khoản trên giao thức của Theta. Cơ chế hoạt động của Theta Swap. Theta Swap hoạt động dựa trên một số cơ chế chính như sau. Cơ chế thứ nhất, các pool thanh khoản. Theta Swap tạo ra các thị trường tự động cho các cặp mã thông báo hoặc đồng tiền stablecoin UST, được gọi là nhóm cho phép người dùng trao đổi một tài sản cho tài sản kia trực tiếp trên chuỗi. Pool thanh khoản duy trì số dư của cả hai tài sản mà người dùng có thể cung cấp tính thanh khoản để đổi lấy các mã thông báo LP. Về cơ bản, hình thức này tương tự như các sàn DEX khác như Uniswap hay QuickSwap. Cơ chế thứ hai, Quantum Product. Các pool trên Theta Swap tạo giá dựa trên một sản phẩm không đổi, bất biến. Sản phẩm của số lượng mã thông báo ở mỗi bên của nhóm phải không đổi trong các hoạt động giao thức, mua hoặc bán. Cơ chế thứ ba, đó là cơ chế định giá. Để giữ cho sản phẩm không đổi, bất biến, Theta Swap sẽ đưa ra các mức giá đảm bảo sản phẩm có số dư kết quả của pool càng gần với sản phẩm được tính toán trước khi giao dịch càng tốt. Về phí giao dịch, mỗi nhóm thanh khoản cho cặp tài sản được liệt kê trong Whitelist có tỷ lệ hoa hồng LP được trả như một khoản phí giao dịch ngoài chênh lệch được xác định bằng cách tạo giá theo thuật toán. Trong Theta Swap, hoa hồng LP cố định ở mức 0,3% và được thanh toán từ tài sản nhận được của nhà giao dịch từ các giao dịch được thực hiện. Ngoài ra, nếu tài sản được giao dịch là mã thông báo gốc như UST, mạng Theta sẽ phải chịu thêm phí chuyển nhượng không được kiểm soát bởi hợp đồng Theta Swap. Hoa hồng LP được trả trong mỗi giao dịch sẽ quay trở lại nhóm thanh khoản tương ứng như một khoản phí cho các nhà cung cấp thanh khoản. Hoa hồng LP được tích lũy vào nhóm có thể được rút bằng cách đốt các token LP được tạo ra từ việc cung cấp thanh khoản. Tiếp theo, phần 2 video, tôi sẽ sử dụng Theta Swap tại địa chỉ thetaswap.io để hoán đổi các token trên mạng lưới Theta Blockchain. Tôi sẽ chọn vào web app. Chọn vào swap. Chọn vào connect. Ở đây tôi sử dụng cái Theta Station Wallet trên trình duyệt web. Rồi đã connect và tôi đã chuẩn bị sẵn Luna và UST ở trên cái Theta Station để hoán đổi. Ô thứ nhất, tôi sẽ chọn là UST. Phí, ở đây tôi để nguyên là UST. Ô thứ hai là cái ô tu, tôi sẽ chọn và nhập Luna. Tôi sẽ nhập số lượng UST để hoán đổi sang Luna. Quý vị sẽ thấy một cái giá trị Luna tương đương sẽ được hiển thị ở cái ô phía dưới. Và đây là toàn bộ thông tin. Giá Luna ở thời điểm hiện tại đang là 83,27 USD. Nhận được số lượng nhỏ nhất 0,2389
Luna. Phí 0,3 USD. Rồi, tôi sẽ chọn vào swap. Nhập mật khẩu. Chọn port. Quý vị có thể chờ vài giây. Chọn đăng. Rồi, giao dịch đã thành công. Và đây là cái trạng thái giao dịch. Đây, phí thực tế này. Phí thực tế là 0.026672 USD. Đó, phí rất chi là thấp. Rồi và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.